Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay thì có hai cô em này thì có lẽ là đồng chí này cũng đã xuất hiện trên kênh rồi. Và đến đây thì được là xem hôm nay thì sáng thấy nhắn tin bảo rằng là lên chỉ cho em một vài cái mánh để xem ô tô cũ với. Thì tiện là hôm nay có cái câu hỏi của em nó thì em xin phép được hướng dẫn em nó cũng như là các bác đang xem kênh một cái cách để có thể mua được một chiếc ô tô cũ và xem ô tô cũ như thế nào cho nó ok nhất, được chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy bối cảnh hay là lấy tang vật là cái kia nhá. Hỏi gọi hẳn là tang vật cho nó máu. Đây. Nào. Chìa khóa có luôn đây không anh? Chìa khóa có, đây, Dũng. Đây, cầm cho anh Phát. Đấy. Thì bây giờ em là chưa giao dịch mua ô tô cũ bao giờ Phát nào đúng không? Vâng. Đi dịch ở đây, đứng dịch ở đây tí cho nó mát, nó đỡ nắng vào mặt. Đấy. Thì khi mà mua cái xe ô tô cũ này lần đầu tiên ấy, cái việc ví dụ như này nhá, anh lấy bản thân anh là một người đi mua một cái xe cũ nhá. Thì khi mà có khách mà liên hệ với anh bán một xe cũ thì việc đầu tiên anh phải trao đổi với khách là chủ của nó thế nào, ok không, anh có đứng tên chính chủ không. Đấy, nếu anh không đứng tên chính chủ, vợ hay ai đó đứng tên chính chủ hay là người quen của anh đứng tên chính chủ thì có gặp được người đó không. Đấy, và nếu như ông ấy có mua lại, bảo là tôi mua lại cái xe này đâu đó khoảng 1-2 năm trước rồi thì có hợp đồng công chứng không. Đấy, và trường hợp không có hợp đồng công chứng có gặp được cái người chủ trước đây bán không. Vậy thế nếu mà tại thời điểm bây giờ mà không gặp được người chủ thì không nên mua nhá. Đấy. Và nếu như trường hợp bảo vẫn gặp được chủ thì có xin được căn cước công dân và giấy kết hôn của hai vợ chồng người đang đứng tên đăng ký chủ cũ không? Mà nếu không xin được thì gọi là xe không chủ và tại thời điểm hiện tại cũng không mua. Đấy là cái điều đầu tiên để tìm mua xe ô tô cũ nhá. Okay. Đấy. Coi như đầy đủ pháp lý đấy. Đúng rồi. Cái điều thứ hai thì mình phải định giá. Khách bảo khách gửi cho ảnh chi tiết của cái xe chạy được bao nhiêu rồi, là cái này thì theo kinh nghiệm thôi. Bọn em chưa biết, chưa hiểu lắm cái đấy thì tiếp xúc nhiều là sẽ biết. Đấy. Thì chạy được bao nhiêu rồi và bản thân cái xe có bị va chạm đâm đụng gì không, hỏi rõ khách. Nhưng mà rất nhiều khách là kiểu như là nói theo kiểu là lấp liếm, hiểu chưa? Nhưng cái này thì thôi, mình chấp nhận, mình là người thợ mà, mình phải đi mình xem nó thực tế nó như nào mình tính sau. Nhưng có rất nhiều khách là họ tả rất chuẩn, va chạm hay như nào đấy họ tả đều chuẩn hết. Đấy, thì lúc đấy mình mới đi định giá và thảo luận giá với khách hàng. Ví dụ là con xe này em chỉ mua được 300 thôi nhỉ, anh có bán được không? Cái người chủ mà người ta đồng ý bán mà mình cảm thấy cái xe đấy ok và người chủ người ta tả chuẩn, mình cảm thấy tả chuẩn, giấy tờ mọi thứ chuẩn thì lúc đấy đi xem và mua. Đấy, lúc đấy đi xem xe. Lúc đấy mới tiến hành đi xem nhá. Còn mà khi đi xem xe ấy thì ngoài xe đầu tiên là cái giấy tờ thì chắc chắn là phải bảo người ta gửi, người ta chụp cho rồi để mình biết trước rồi đúng không? Đấy. Tiếp đến nữa thì khi mà đi xem xe thì quan trọng nhất là chất lượng xe thế nào. Và bây giờ thì sẽ xem cái chất lượng xe nhá. Đầu tiên thì phải xem cái em quay gì đây. Xem cái thân vỏ của nó. Xem qua thôi. Là tổng thể của một cái xe nó còn ok không. Đấy. Ví dụ như là thực ra cái này tôi bằng mắt thường thôi, có bị va chạm đâm đụng chỗ nào không, rồi mép capo tất cả mọi thứ có ok hay không thì mới được. Nhưng cái việc đầu tiên anh đi xem xe là anh nhìn cái sườn xe. Đấy, em ngồi chéo đây một tí em nhìn cái sườn xe. Những cái xe mà còn lướt nhá, cái xe mà mới sơn trước xi xong nhá, là cái phần sơn nó bị cái khi mà chẳng may bị va quẹt các thứ rồi nhá, là nó sẽ có hiện tượng lồi lõm và ánh sáng nó uốn. Đúng rồi. Hiểu chưa? Đấy, thì cả hai bên. Nếu mà trường hợp mà cánh cửa này thì phẳng đét, cánh cửa sau mà tự nhiên nó lại ánh sáng nó lại gãy thì mình phải kiểm tra kỹ cánh cửa sửa đó. Đấy là cái tổng thể bên ngoài mình cần xem. Đấy. Tiếp đến nữa thì phải xem kỹ vào bên trong, nhưng lát nữa anh sẽ chia sẻ với em vào bên trong. Thế còn bên ngoài thì mình cần cầm kiểm tra thêm là lốp lát này còn chạy được nhiều hay không này, bởi vì nó ảnh hưởng đến tiền của mình. Đúng không? Nó ảnh hưởng đến kiểu như là về phải thay lốp nữa, không phải mất chục củ à, đúng không? Đấy, mình phải kiểm tra kỹ. Đấy. Phanh phía các thứ còn ngon hay không, hay là về tổng thể cái xe cần phải làm đẹp dự kiến nó khoảng bao nhiêu tiền. Con nào đẹp thì có thể không phải mất, nhưng mà con nào mà chẳng may mà nó bị kiểu như là xấu quá thì mình phải tính cái đấy, nếu không là về là lỗ. Mình là dân buôn à. Đấy. Tiếp đến nữa thì kiểm tra đâm đụng kính. Cái việc tiếp theo ngoài kiểm tra độ đẹp tổng thể nhé, thì còn kiểm tra cái kính xe. Kính có zin hay không. Đấy. Kính zin hay không thì lại phải phụ thuộc vào người có kinh nghiệm một tí, bởi vì cái mã kính không phải cái nào giống cái nào. Mã kính của các dòng xe. Đấy. Em lại tưởng cái mã ở trên kính kia là nó... Không, đấy, ví dụ như có những dòng xe thì nó hiển thị ngay cái năm sản xuất. Đây, năm sản xuất của cái kính này ở đây. Ví dụ như con này là đời 2017, nhưng kính có thể là 2016, đây nhá. Cái kính này của 2016 là vì sao? Linh kiện của 2016 nhưng năm 2017 nó mới lắp ráp. Nó mới lắp. Đấy, thế nhưng nếu cái kính này đời 2017 mà kính 2018 thì 100% kính thay. Đấy. Nó là sản xuất năm 2017 mà lại kính 2018 mới sản xuất. Đấy. Là 100% thay. Nhưng mà có những cái dòng xe mà nó không hiển thị cái này, nó không biết cái này, thì mình cảm thấy nghi thì mình phải bóc cái ốp ở trong này ra. Cái này anh quay ở đây thì có thể anh chưa bóc được con này, nhưng mà bóc ốp lấy ra và nhìn cái lớp keo nó chạy kính như này.
Lớp keo của nhà sản xuất nó phẳng đẹp, không hề có một gợn cong nào hết. Đấy, hiểu chưa? Bởi vì robot. Mà em hỏi nhá, tức là nếu mà thay kính rồi, vì ví dụ trường hợp nó đâm thì không nói nhá. Ví dụ trường hợp mà nó có sỏi bắn hay là nó đá bắn cái đấy thì mình nói sau, đây đang nói về độ zin. Hiểu chưa? Đấy, thì mình kiểm tra xem nó có zin hay không. Còn nếu mà nhà sản xuất người ta làm là robot nó đi keo. Thế cho nên là kính đập phịch phát là keo thẳng đét luôn. Còn nếu mà thay kính là người đi đấy. Keo bắn súng. Bắn súng. Xong giờ là lấy tay đặt vào nó không chuẩn, dây để cho nó chuẩn. Tức là nếu mà đã thay lại kiểu gì cũng biết đúng không? 100% biết. Nó không thể đẹp nhưng 100%, 100% biết luôn. Đấy. Còn tiếp theo về kiểm tra những kính xung quanh nó cũng là như vậy. Xung quanh. Đấy. Khi mà một con xe đã bị thay kính thì giá trị nó bị thấp đi. Đấy, giá trị nó sẽ thấp đi một tùy. Có đây tất cả những cái đét xe đây. Đấy, 16 này, mình kiểm tra được hết. Đấy, nhưng riêng dòng Vios nhá, kính trước, kính sau cùng mã nhưng mà kính hai kính này với kính này lại khác mã nhau. Đấy. Thì muốn như thế những con xe đời sau thì mình lại phải kiểm tra là mã này có giống tương tự cái mã bên này không hoặc giống mã bên kia không. Tự nhiên kính này mà lại có cái biểu tượng này, mã này mà sang bên kia kính khác thì phần lớn là thay. Đấy. Còn bây giờ tiếp đến nữa, đấy là phần gọi là kiểm tra độ đẹp nhá. Còn về phần keo chỉ khoang máy. Đấy. lần lượt anh sẽ chỉ cho. Muốn kiểm bớt biết kiểm tra cái phần keo chỉ này thì đầu tiên là phải kiểm tra là cái cabo nó bị tháo hay chưa. Thường anh mở lên cái là anh xem cabo tháo hay chưa. Nếu cabo tháo rồi, con này con tháo rồi thì mình phải kiểm tra thật kỹ cái cabo này nó có bị đâm phát nào hay không. Nhưng mà nhìn như này thì có thể là anh em không biết được là nó bị đâm. Có thể là đâm nhẹ thôi thì hãng nó vẫn tháo ra nó sơn rất là bình thường. Còn nếu mà đâm nặng thì những cái lỗ như thế này. Đấy, người ta có làm lại nhá thì không bao giờ tròn được. Nhá. Sẽ méo. Đấy, nó sẽ méo. Như bị chọc. Đấy, hoặc là nó bị cụp vậy thì những cái phần gân như thế này không bao giờ nó còn ngon như này khi mà gò lại thì bao giờ nó cũng lồi lõm hiểu không? Đấy. Còn nếu như mà ví dụ như là con này là cái con của Ford thì anh em để ý đây là có logo của Ford. Cái logo này. Còn nếu như mà cái cabo thay chỉ này chạy lại sẽ cứng đét. Nhưng tuy nhiên bây giờ nó cũng chạy được cái chỉ giống chỉ zin rồi. Nhưng mà cái logo này nó sẽ không gọi là không thông minh. Hay nói cái khác là nó cũng dập nhưng mà nó kém. Hoặc là có cái thì không có logo luôn. Không có logo. Đấy. Thì nhưng mình nhận định con này Ford thì logo Ford đấy. Các xe Ford khác nó có logo không? Có. Toyota các thứ có hết. Đấy. Thì khi mà cái cabo này bị tháo rồi thì mà kính ấy còn zin thì tạm thời mình nhận định là cái xe này nó không chạm đầu quá nặng. Tạm thời đấy nhá. Bởi vì là có thể là nó móc cabo hoặc nó xước cabo người ta tháo người ta sơn bình thường. Wow. Đấy. Tiếp đến nữa thì cần kiểm tra cái phần đầu. Phần đầu này thì nói thật với các anh em là cái phần đầu răng của nó. Thường người ta sản xuất ô tô đặc biệt là xe Nhật ấy, là phía phần đầu răng này. Đấy. Là nó có một cái thanh chạy từ bên này sang bên kia hoặc là thanh đứng chạy lên như này. Nó mỏng, rất mỏng. Mà cái thanh đấy đã mỏng nhẹ phát nó méo ngay. Nhìn phát biết. Ở đây trên video thì có thể anh em không nhìn thấy nhưng mà anh em chỉ cần nhìn vào hai cái đầu đó mà có một cái thanh nào đó nó méo hay là có hiện tượng gò hay là có con ốc ở đầu trục để mà bắt giữ cái đấy nó bị tháo ra rồi thì phần lớn là cái đầu đã bị tháo. Thế tuy nhiên thì xem nó có nặng hay không nữa cơ. Thế như con xe này thì anh bảo rằng nó ở đâu? Nó nằm ở mãi bên dưới và cái đầu này là đầu đây. Em nhìn cái đầu trên nào. Đấy, khi mà em nhìn sâu nhìn kỹ xuống dưới thì có những cái phần tôn mỏng nó có bị móp méo hay không. Đấy. Và nếu trường hợp nó không móp méo thì để ý cái con ốc vặn cái phần tôn đó với cái đầu trục đây. Ví dụ như con ốc này em nhìn đây. Đây này. Rồi. Nó có bị tháo không? Thường nó bị tháo thì va chạm cái đấy thì người ta mới làm. Đấy. Đấy là kiểm tra phần đâm đụng đúng không? Còn kiểm tra phần động cơ thì tùy từng dòng. Ví dụ như là cái dòng đời mới thì chúng ta cần phải xem xét. Thực ra kiểm tra động cơ nó rất là dễ. Là xem có bị tháo hay không. Mấy con ốc, ví dụ như con ốc ở mặt máy như này này. Thì nó tháo là nhìn phát biết ngay, ví dụ như con này đã bị ra mặt máy nhá. Đúng không? Ra nắp giàn cò. Ốc của nó là cái ốc sơn nhũ. Cái kiểu như thế, chỉ cần động cờ lê vặn phát có vết ngay. Đấy. Thì chính vì vậy mình nhìn phát mình biết con ốc là con zin. Nhà sản xuất thì nó có một cái chụp nó vặn nó phát và nó có một cái đệm giống như kiểu là cao su nó vặn đủ lực cái nó dừng. Nhưng mà ở ngoài mình thì không có, toàn cờ lê mới bị tròng thôi. Thế cho nên là bị cái đấy. Nhưng mà với những con xe mà mình nhìn thấy cái tháo đấy rồi nhưng mà tháo cái đấy thì gần như nếu mà chỉ thay răng thôi thì không ảnh hưởng đến chất lượng động cơ. Thì nhìn với những con ốc sâu hơn nữa, ví dụ như con ốc cổ hút, đấy, con ốc cổ xả, đấy, xem là nó có bị tháo hay không, con ốc mà liên kết giữa phần hộp số và phần máy có bị tháo hay không. Vẫn con ốc kiểu như thế thôi. Nếu trường hợp mà cổ hút, cổ xả bị tháo thì cần xem kỹ hơn. Là bởi vì là cũng có thể có những cái dòng xe mà nó vệ sinh cổ hút, cổ xả thì nó vẫn tháo bình thường. Đấy. Thế còn với những cái dòng xe lướt chạy một vài năm ấy, mà đã phải ra động cơ, đã phải ra thớt dưới, thớt trên ấy, thì phần lớn là con đấy nó sẽ bị, thứ nhất là hết nhớt, hỏng. Cái thứ hai là ngập nước. Ngập nước thì có hai kiểu, ngập nước
ngập vào nhưng chưa bị thủy kích, tức là nó cái phần piston hay nước nó chưa vào khoang, nó mới chỉ chết máy dừng ngay thôi, nó chưa hỏng. Có cái loại bị thủy kích nữa là nó đội phát có thể vỡ cả mặt máy, gãy tay biên, đấy, gãy trục khuỷu. Đấy, chuyện đấy là chuyện khi mà mua phải những con xe như thế thì khi người ta làm lại cái động cơ nó không còn ngon nữa, mặc dù làm lại nó vẫn chạy được. Thế nhưng mà do nó tác động lực quá mạnh thì nó ảnh hưởng đến các chi tiết khác. Đấy, đấy là phần động cơ. Đấy. Ngoài ra thì mình có thể xem cái nổ máy lên. Mình nổ máy lên ở cái tầm vòng tua tầm 2-3 nghìn đạp một phát. Với dòng xe xăng, xe dầu thì nó sẽ có đạp phát lên tầm khoảng 3.000 đến 3.500 vòng trên phút. Đấy, nếu như mà nhìn đằng sau thấy khói đen hoặc khói trắng, nó hai cái khác nhau. Nếu mà trường hợp khói đen thì là nó ăn dầu, còn khói trắng thì là bị nước lọt vào khoang máy. Đấy, nó có hai kiểu như thế. Thì nói chung là cứ đạp lên mà thấy khói là không ăn thua rồi. Với dòng xe xăng, còn xe dầu thì chắc chắn 100% nó sẽ có khói. Em xem mấy cái video của anh, em còn thấy anh mở cái ấy là kiểu mở cái phần ấy á, phần hơi thừa. Phần hơi thừa. Đấy. Thì đây là cái phần động cơ với những xe đời sâu. Đấy, khi mà máy đang nổ mình có thể mở cái nắp nhớt này ra. Đấy, mở nắp nhớt này ra để gì? Khi mà mở ra mà em thấy có cái khói trắng nó mà bốc lên đây là chứng tỏ nó bị lọt qua xi lanh, lọt khí khi đốt qua xi lanh nó đẩy xuống khoang chứa dầu và nó sẽ bốc lên đây. Và như vậy cái động cơ nó kém rồi. Đấy, đấy nó gọi là quạt trả, động cơ quạt trả. Đấy. Còn tiếp tục nữa thì cần kiểm tra xem va đập ở các phần cánh cửa. Ví dụ như là đây, đi sang bên này. Phần cánh cửa này thì anh em cần phải xem. Em quay đằng sau lại dễ hơn này. Đấy. Thì thực ra mà nói thì xem cái phần cánh cửa này nó cũng không phải là quá khó. Chỉ người ta có thể chạy lại. Nhưng riêng phần cánh cửa này nếu mà không thay thì nếu mà nó bị tác động lực mạnh thì những cái phần mà gân như thế này, đấy, hoặc là những chỗ này đều bị ảnh hưởng hết. Xem còn được quá. Xem được, nhìn được. Khó làm lại. Đấy, không làm lại được và làm lại trông nó cứ lồi lõm. Đấy. Còn cái chỉ này thì nhiều khi là nó va chạm nhẹ cái nó bong là chuyện bình thường. Có nghĩa là móp một tí thôi thì cái đấy không ảnh hưởng đến chất lượng của xe cũng như là động cơ. Đấy. À, tiếp đến nữa thì muốn xem cánh cửa nó bị tháo hay chưa thì nó có những cái con ốc ở đây hoặc con ốc ở đây này. Đây này, em quay hướng này. Những con ốc như này thì mình có thể nhìn thấy được ngay. Đấy, mình nhìn thấy được ngay là có tháo hay không. Thì cả bốn cánh cửa mình đều xem theo kiểu như vậy. Rồi. Đấy. Rồi phía đằng sau. Để anh mở phía đằng sau. Phía đằng sau này thường nó hay bị đâm đít thì cách xem kính nó cũng giống nhau. Ví dụ như con này vẫn kính 2016 này, đúng không? Đấy. Đây phía đằng sau thì cũng xem thôi, nó có bị tháo ốc không? Kính có zin không? Phần chỉ này còn nguyên không? Phần chỉ này trên này còn nguyên hay không là anh em là cái được. Ốc này với cả cái ốc nắp cabo em thấy cả có nó bọn nó có cái cách nào mà nó cho gọi là gom lại nhưng mà mắt thợ nhìn nó vẫn ra. Vẫn ra. Ừ, nó gom lại có nghĩa là nó đánh qua xong nó xịt nó gom lại. Thế chứ có những cái video mà anh em chỉ mang theo một cái gương rất nhỏ. Thế nó giống như kiểu cái gương để mà xem răng ấy. Anh em đưa vào bên trong này để nhìn. Thì nó không sơn được ở trong. Được chưa? Đúng rồi. Nó chỉ sơn nó phẩy được bên ngoài, nó không phẩy được bên trong lại ra. Đấy. Thế cho nên là nó đưa cái gương vào trong nó luồn phát là nó nhìn luôn chỗ này là tháo hay chưa. Đấy, đấy là cái cách của một vài ông thợ. Thế còn kiểm tra phần đít có bị đâm hay không ấy thì rất đơn giản thôi, nhìn cái hốc này. Hốc này của nó còn nguyên này, nó có những cái gân này, nhìn này. Nó bị đâm rồi, đố ông nào làm được lại ngon lành. Đây. Phần gân này. Đấy. Tất cả zin đúng không? Đấy. Còn nếu nó chạm nhẹ thì kiểm tra cái phần đây, ở phần này nó có ngon phẳng đét không, có ngon không. Thì nó ở cái này nữa. Đấy. Phần này nhiều khi cũng rất hay bị đâm nhá. Cái đây nó là phần đinh bấm nhá. Đinh bấm thì nhiều khi người ta có thể làm giả đinh bấm, nhưng mà nếu như bị đâm một bên thì không thể làm giả bên này giống bên này được. Anh em so sánh giữa bên đấy bên này. Nếu nó giống hệt nhau thì ok. Đấy. Còn phần đèn này thay thì không sao cả nhá. Phần đèn này thay thì thích thì mình có thể thay thôi. Cái đấy là việc kiểm tra xem có bị đâm đụng hay không này, động cơ còn ngon hay không này, và bây giờ đến cái gầm. Gầm thì cái này cần có người kinh nghiệm một chút. Ví dụ như là mình đang đi cái xe này bằng mắt thường mình có thể cúi cho mình nhìn gầm sáng đẹp hay không, mục hay không là nhìn được. Nhìn ở phía va bô lê hay nhìn nó có bị mục hay không. Nếu nó bị mục thì xe kém chất lượng, giá nó sẽ rẻ đi. Đấy. Còn tiếp theo nữa là phải lái thử trên cung đường dài. Lái thử ở đây thì là, mục đích là để thử làm hai cái. Cái thứ nhất là xem cái khả năng tăng tốc cũng như là hộp số nó như nào, ok không. Đấy. Và cái thứ hai nữa là khi mà lái thử vào cái đường hơi xấu thì cái phần lái nó có bị khọc khạch hay không, hay là nó im hay đi qua một cái ổ gà hay cái gì đó nó thịt nhẹ, gọi mình cảm thấy gầm nó chắc thì ok. Còn nếu không thì về lại phải tốn tiền để mà chỉnh những cái rô tuyn, những cái cần thiết khác ở dưới gầm. Đấy, thì đấy là tất cả những cái mà để anh em kiểm tra. Thì tuy nhiên thì đi mua cái xe cũ thì xem tổng thể để căn cứ vào cái giá mình đã giả khách hàng. Ví dụ như con xe này nhá, tôi trả được anh 300, thế nhưng mà do sơn của anh hơi nhiều
nội thất của anh ghế da bị kém rồi, tôi về tôi phải thay, tôi phải xử lý. Đấy. Hay nói các gầm bệ kém rồi, nhưng động cơ kém thì phải phải gần như là phải trả giá rất rẻ. Nhưng mà gầm bệ kém thì chỉ thay một vài rotin, một vài triệu phát là nó ok. Đấy. Thế cho nên là khi đi kiểm tra thì khi đi mua xe cũ thì tổng hợp tất cả những cái đấy vào để mình có thể căn cứ được cái giá. Đấy, còn cái việc cuối cùng nữa là làm thế nào để định giá được con xe này mà mua. Đúng không? Cái đấy mới cái khó đúng không? Em quay đến hơi ngược sáng. Làm gì đây? Muốn định giá được một con xe thì bây giờ trên những cái diễn đàn mua bán rất nhiều. Bốn bánh đấy. Bốn bánh hoặc là rất nhiều những diễn đàn. Thì nó có đúng mã xe này, đời xe này người ta đang bán bao tiền. Đúng không? Đúng không? Thế nhưng mà khi mà anh nói giả sử trên một cái diễn đàn bốn bánh thôi là cái giá của người dân mua được nó rẻ hơn khoảng 15-20 triệu. Bởi vì là khi các ở đấy 99% là thợ đăng. Phải nói thẳng trên diễn đàn là 99% là thợ đăng. Mà họ đăng trội lên một chút để làm gì? Để khách bớt một tí, họ bớt một tí là vào việc. Đấy, còn giá mình bán được thì phải rẻ hơn bốn bánh tầm khoảng 15-20 triệu trường hợp xe ok. Còn xe không ok thì phải phụ thuộc vào cái chất lượng còn lại của xe nữa. Đấy. Thì mình căn cứ ví dụ như là con xe này trên 4 bánh đang bán 300. Mình chỉ tính bán ra với giá 280 sau khi làm đẹp. Và như vậy thì mình sẽ mua vào để biên lợi nhuận ví dụ như tầm khoảng 15 triệu. Đấy, thì mình chỉ có thể sau khi làm đẹp hết đi rồi mình chỉ có thể mua vào tầm đâu đó khoảng 265 triệu. Đấy là sau khi làm hết. Đấy, không tầm 260 triệu thì mình có thể vào việc mình mua được. Đấy, thời điểm bây giờ thì mình hay là với cái thời đại công nghệ thông tin như bây giờ thì để mà bán được cái xe lãi 5-70 nó có. Thế con Focus này của anh là đời bao nhiêu đây? Con này 2017. Con này thì đặc thù của nó nhá. Con này bây giờ nó đang bán bao tiền? Anh đang bán con này có 340, nhưng mà em check 4 bánh, không con nào dưới 380. Là bởi vì con này nó chạy hơn 20 vạn rồi. Tiền nào của đấy. Đấy, anh trả con này giá rẻ thôi là bởi vì sao? Nó chạy nhiều. Còn nếu mà nó chạy 5-7 vạn như bọn khác thì ok ngay. Coi như là đây là anh đã làm đẹp xong xuôi hết rồi đây. Ừ, làm đẹp xong xuôi hết rồi, dầu mỡ các thứ thay rồi, về đúng chất là khách chỉ việc đi thôi. Đấy. Đấy thì sau khi mà học hỏi cách xem xe như thế, chú có câu hỏi gì thêm không thì bảo hỏi. Em hỏi thêm anh tí là anh hướng dẫn về cái em thấy anh bảo xem cái kính xe này anh biết được 2016 với 17 thì anh nhìn vào cái đây chỗ nào để mà ví dụ biết cái phần cuối này số 6 này. À đấy là năm đây gì. Nhưng có những đây cái kính nó không có đây. Cái này nhá. Đây số 6 đây là 2016. Có những dòng nó không có cái này hoặc là những cái thay kính nó không có cái này đâu nhá. Nhưng mà về cơ bản những cái kính mà nó thay mà không có cái này ấy, thì là toàn là kính bên ngoài, còn nếu mà kính chuẩn ấy, thì nó sẽ có năm sản xuất. Đấy, nó sẽ có năm sản xuất đây. Ví dụ tự nhiên là 2016 mà tự nhiên là kính này số 8 hoặc 18 chẳng hạn. Không được, đúng không? Đấy, em xem tất cả các dòng xe nó đều có những cái như thế. Nhưng mà cái kính lái thì không phải con nào nó cũng hiển thị cái mã. Thế cho nên nhiều khi anh phải chỉ cái cách lật ở bên trong ra. Anh làm rất nhiều video để cho anh em cách kiểm tra lật bên trong ra keo. Rồi. Xem đi keo. Đấy. Thì cái này nó hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm nữa. Đúng. Còn rồi. Một cái vấn đề nữa để anh có thể trao đổi thêm nãy quên. Đó là làm thế nào để biết được cái xe chạy nhiều hay chạy ít. À, thế em thấy anh vẫn đây em xem video của anh là thấy xem chân ga rồi mới lại đổ lốp này mới lại ra ghế đấy. Hiện tại thì để xem một cái xe chạy nhiều chạy ít nó phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người thợ. Anh nói vì sao lại thế, bởi anh nói ví dụ như con Morning i10 nó chạy 30 vạn thì chân nó mòn vẹt luôn rồi. Nhưng mà với ví dụ con CX5 nó chạy 25 vạn chân của nó mòn có tí thôi, mình không biết được. Thế thì là phải phụ thuộc vào cái sự trải nghiệm của người thợ. Đúng người rồi. Ta đánh giá. Ví dụ như là với cái dòng xe CX5 này nó mòn cần này thì nó phải chạy được tháng cần này rồi. Còn với con i10 mà lại mòn, con CX5 mà mòn như con i10 bản thiếu chẳng hạn thì nó phải chạy gấp đôi gấp ba. Thế cho nên là cái đấy hoàn toàn là mình cũng không thể xem được là nó chạy nhiều ít, và tất cả mang tính chất là áng. Đấy, nó anh có thể áng được cái xe này chạy 10 vạn, 12 vạn, 15 vạn. Nhưng nó lên đến 25 30 vạn là anh có thể biết. Đấy, nhưng mà không ai dám khẳng định là con xe này tao khẳng định nó chạy 10 vạn, không có. Nó sẽ phải chênh nhau vài vạn. Đấy. Không chính xác đấy. Được. Mới nó phụ thuộc vào người đi nữa cơ. Đúng rồi. Đấy, người đi người ta kiểu như là không giữ, hoặc đặc biệt là những cái anh em mà làm gara có dầu mỡ ấy. Có dầu mỡ này mà lái những con xe là cái phần cao su nó rất nhanh mòn. Là bởi vì dao dép người ta có dầu, có xăng. Người ta nhẫm đấy xong dần dần cái cao su nó mủn ra và nó mòn rất nhanh. Đấy, thì đấy mà mình phụ thuộc vào cái tình hình thực tế để mình có thể làm. Đấy. Còn nếu như là những con xe siêu lướt thì có thể lựa chọn với cũng phải dựa vào kinh nghiệm của anh em thợ. Đó là cái lốp mòn nhiều hay mòn ít, thay đời lốp hay chưa. Thế tuy nhiên thì cái này vì sao anh bảo rằng là nó lại phải là theo kinh nghiệm của anh em thợ là bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái cung đường. Đúng không? Ví dụ như em suốt ngày em đi làm từ đây đến Hà Nội bắn về chẳng hạn. Lượng km lên rất nhanh nhưng mà lốp không ấy, có lốp chưa mòn. Đường đẹp. Đúng không? Thế còn bây giờ nếu như em chạy theo cái kiểu là từ đây đến Cao Bằng bắn về suốt chẳng hạn. Km thì chạy ít, máy thì nổ nhiều nhưng lốp thì cũng mòn nhiều nữa. Đấy, mà trong khi đó km thì chạy ít. Bởi vì là đường đèo chạy nhanh đâu, đúng không? Lốp mòn nhanh, thế cho nên hoàn toàn phụ thuộc vào cung đường.
Đấy. Không nhớ là còn và cái nữa, em cái gì? Hỏi là ví dụ như cái hôm đợt vừa rồi năm nào nó mưa nó chẳng ngập đúng không? Thế cái ngập nước thì có xem được không? Thực ra cái ngập nước ấy nói là nó có 3 cấp độ. Ừ. Cái thứ nhất là gọi là ngập hiu hiu ở dưới sàn. Đúng rồi, em thấy có những có cái xe nếu mà ngập nặng nó ngập ngang thân xe mà nó đấy mở, ngập đấy mở, đấy mở đấy là cấp còn... đấy là cấp độ 2 là ngập cả xe nhưng cả mà chưa xe. Bị thủy kích. Còn cái cấp độ 3 là nó ngập thủy ngập rồi nhưng mà thục hỏng mẹ cả máy rồi. Nát mẹ cả máy rồi. Đấy. Thì mấy cái loại ngập mà thông thường ví dụ ngập lưng ngập ở dưới sàn ấy thì ok không sao. Anh em vẫn có thể mua được. Bởi vì là cái đấy anh em có thể là tháo ra làm khô đi lắp vào nhiều khi anh em không biết được. Đấy. Nhưng còn, mà nó vào nó ngập nó có ảnh hưởng đến điện không? Điện. Nếu đấy là trường hợp đầu tiên thì nó không ảnh hưởng nhiều. Ngập nó có tí dưới đâu. Đấy, dưới sàn đâu. Còn có loại mà nó ngập tủm cả xe này. Thì cái loại đấy rất ảnh hưởng đến điện. Là bởi vì sao là cái thứ nhất là nước nó vào những cái hệ thống điện của nó, xong giờ là nó làm cho han rỉ, thậm chí đi lâu ngày nó sẽ bị mo ve, nó đánh không đều, thậm chí gây cháy xe các thứ là chuyện rất là bình thường. Những cái chỗ rắc cắm chẳng hạn đấy, đấy. Thì nước vào người, khi mà người dọn thì người ta không thể làm hết 100% nhấc hết toàn bộ phần điện ra được. Đấy, đặc biệt là những cái xe đời xe sang đời cao thì những cái con đấy mà ngập nước thì đúng là giá rẻ như bùn luôn, bởi vì sau này chắc chắn là 100% hay bị lỗi vặt. Báo lỗi sáng xem mấy clip mấy con mẹc S nó ngập nó còn mở cửa ra nó nước nó chảy ra như là suối luôn. Đấy. Thế còn làm thế nào để kiểm tra ngập nước thì cách duy nhất là thứ nhất là kiểm tra xem máy có bị thủy kích trước hay không đã. Còn nếu mà không bị thủy kích thì khi mà anh em vào trong cái xe ngập nước ấy, em khẳng định với anh em là cái mùi nó hơi khác. Mùi. Cái mùi của nó có mùi ẩm mốc đặc trưng luôn, kể cả có làm như thế nào đi chăng nữa. Trừ khi là thay hết toàn bộ dàn ghế, nhưng mà không ông nào bị ngập mỗi cái nước mà thay hết dàn ghế cả. Bởi vì nước nó ngập ở trong mút ấy. Hiểu chưa? Nó có một cái mùi rất là đặc trưng của cái mùi xe ngập. Thế đây là trước anh có làm cái video anh bảo là muốn kiểm tra xe ngập nước thì dùng mũi. Như anh em bảo là dùng mũi thành chó à? Bảo, mẹ thành chó cũng được. Thế nhưng mà sao? Tao mua được cái xe không bị ngập nước. Chó mà mua được xe ngon thì đấy, chơi ngay, sinh ra cái mũi để ngửi mà. Bây giờ sinh ra đéo cho ngửi thành chó, mẹ tao ngửi bảo thành chó thì sinh ra mũi em đéo nữa. Đúng không? Đấy, thì đợt trước anh có làm cái video thế thì rất nhiều xe mở phát thấy ngay. Đấy. Nó ám mùi ghê lắm. Nó ám cái mùi kiểu như nó ẩm mốc như rõ sộc cái mũi luôn. À em nhớ em có xem một cái video của anh là xem con Fadin. Hình như là anh còn xem cả con ốc mở cánh cửa. Như ốc mở cánh cửa. Đấy. Thì cái đấy là nếu có không nhiều độ, không độ đẽo gì đúng. Thì cũng chẳng ai thì tháo. Cái đấy nói chung là nó hơi dài dòng để anh nói tiếp cho em tiếp. Nếu là trường hợp mà bốn cái táp ly cửa mà ốc không bị tháo ra thì người thợ người ta chưa dọn đến cái tầm đó, chưa tháo ra. Nhưng mà có những con bị tháo ra thì tháo ra mình phải xem nó để làm gì. Đấy, tháo ra có người thì độ cái nọ, độ cái kia. Đấy, có người độ led, độ nọ kia, độ loa. Nhưng có cái xe mà không độ cái gì mà tự nhiên tháo thì cái đấy mình cần phải cân nhắc. Bởi vì là khi mà ngập đến ngang cánh cửa kia là nước, các thứ nó vào đấy. Đúng thì rồi. Người thợ phải tháo ra. Khi mà tháo ra lật cái phần táp ly cửa ra phát là bọn em nhìn thấy ngay là cái phần bên trong, cái phần mút bên trong ấy, người ta không thay đâu. Nhìn phát thấy ngay phần mút đệm cái thứ bên trong, phần cách âm tiêu âm ở bên trong. Đấy. Thì người thợ làm ra chỉ để làm sạch thôi chứ không thay cái đó. Thì chỉ cần mở ra phát là thấy, là nhìn thấy luôn. Đấy, thì đấy là cách. Thế nhiều khi người thợ đi xem xe và mở tắt đi cánh cửa khách người ta không cho bởi vì là ảnh hưởng. Thế nhưng mà cũng không biết làm nào được, phải chấp nhận thôi. Đấy. Thì vừa rồi đấy, anh đã chia sẻ với hai anh em cái cách để có thể làm tìm không phải là tìm mà cách để có thể là cân đối mua được một cái xe ô tô cũ. Đấy. Thì anh em mà có gì thắc mắc thì sau hỏi thêm. Giờ thời lượng video cũng quá dài rồi. Okay. Chào các bạn nhé. Rồi, ok. Rất bổ ích. Ra uống nước, ra uống nước. Đấy. Hôm nay thì hai anh em nó đến đấy. Quay phát gần nửa tiếng đồng hồ để chia sẻ cách để có thể mua và cũng như là xem một cái xe đấy. Rồi, ok, em nghỉ ngơi cho máy nó nghỉ ngơi đã nhá.